Thưa bà con, kính thưa các bạn, cộng đồng đã quan tâm đến cái mô hình chim cút thả vườn. Đây các bạn, đây là cái chuồng nuôi chim cút thả vườn. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn có quan tâm đến những bạn mà yêu mến, quan tâm đến cái mô hình nuôi con chim cút thả vườn đó các bạn. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn là cái cách thức là tôi đóng chuồng để nuôi con chim cút thả vườn. Tại vì hôm nay tôi muốn nói lại vấn đề này là tại vì có một số bạn comment lên kêu tôi là chỉ cái cách mà đóng chuồng để nuôi cái con chim cút thả vườn. Thì cũng thưa với mấy bạn là nếu mà bạn nào có quan tâm thì lên cái kênh của tôi thì các bạn tìm hiểu. Thì lúc trước tôi cũng có chia sẻ cái cách mà đóng chuồng cái nuôi cái con chim cút thả vườn này các bạn. Đây đây là cái chuồng nuôi con chim cút thả vườn của tôi. Thành ra hôm nay tôi cũng chia sẻ rồi tôi hướng dẫn cho các bạn cái chuồng nuôi con chim cút thả vườn đó. Thì trước mắt thì các bạn muốn nuôi cái con chim cút thả vườn này, tại vì con chim cút thả vườn này cái thứ nhất là nó đặc điểm của nó là biết bay các bạn. Thì mấy bạn phải đóng chuồng, mấy bạn rào lưới tất cả các mặt lại đó, miễn sao thì cho con chim cút nó đừng có bay ra được. Đây đây trước mắt của tôi là chuồng của tôi nè các bạn, chuồng này hiện bây giờ tôi đang nuôi đó mấy bạn. Đây thì tôi tận dụng cái tường nhà tôi có sẵn, thành ra tôi không có bao một cái vách tường, còn các mặt còn lại thì tôi bao lưới đó bạn. Lưới này thì lúc trước tôi dùng cái lưới lưới dây găng mà lưới Thái, rồi tôi thấy cũng hơi bất tiện, thành ra tôi đổi lại tôi dùng cái lưới lưới này là lưới kẽm sắt luôn các bạn. Thì lưới kẽm sắt này nó rất là bền đó, đây nè mấy bạn. Thì cái lưới này ngoài thị trường các bạn mua nó cũng dễ lắm, các bạn ra chỗ bán lưới thì nó bán đầy đủ. Thì hình thức đóng thì tôi cũng có nói các bạn tận dụng các vật dụng của mình, còn bạn nào không có thì mình mua sắt, mua cây, mấy bạn đóng trước cái sườn rồi mấy bạn bao lưới lại xung quanh đó. Tôi có cây, tôi bao lưới rồi tôi đóng bằng cây luôn các bạn. Còn ở trên nè, ở trên cũng thưa với mấy bạn là mình phải làm cái mái che nha, cái mái che ra cũng như cái chuồng của tôi là 6 mét, chiều dài 6 mét, bề ngang là 4 mét, tổng cộng cái chu vi cái chuồng mình là 24 mét vuông. Thì tôi lấy khoảng 2 mét rưỡi đến 3 mét thì mình làm cái mái che che nắng cho con chim cút mình, khi mà nó có mưa hoặc là nắng quá thì nó có chỗ để trú đó. Còn một phản thì mấy bạn để chống gì để cho nó có ánh nắng, để con chim cút mình khi nào nó khỏe nó ra đây nó chơi nhảy các bạn, nó tắm nắng để cho nó khỏe, nó tốt, hoạt động nó tốt. Thì hình thức nuôi con chim cút thả vườn thì như vậy đó. Đây hôm nay cũng thưa với mấy bạn là tôi cũng có tiến hành đóng một thêm một cái chuồng cút để nuôi cút dạng cút đẻ các bạn. Tôi đóng thành tầng từng dạng nắp thang đó các bạn đó. Thì để một chút xíu tôi chia sẻ về cái vấn đề là đóng cái chuồng để nuôi con chim cút đẻ. Để tôi quay cho các bạn xem một chút về cái cách thức mà mình đóng chuồng nuôi con chim cút thả vườn. Cũng có một số bạn là muốn tôi chia sẻ lại kỹ cái vấn đề là đóng cách thức đóng cái chuồng để nuôi con chim cút thả vườn này các bạn. Thành ra tôi mới làm một cái video để tôi nói lại cái vấn đề này đó. Thì xung quanh tôi cũng có dựng thiết này các bạn, cho nó đỡ khi mà cái mùa mưa hoặc là cái mùa đông này tới thì
rồi xung quanh này mình dừng lại cho nó đỡ lạnh đó. Cũng có lưới nha các bạn, lưới để đề phòng những con vật khác nó tấn công, chẳng hạn như chuột với mèo đó. Thì xung quanh nè các bạn cũng nên là che chắn cho nó kỹ. Thứ nhất là sợ nhất là các anh tí á các bạn, là chuột á. Tôi che chắn lưới rồi tôi dùng một số thiết á ở dưới chân tôi lót lên nè các bạn. Thì cái này tôi muốn chia sẻ cho các bạn thấy rõ, để bạn nào có muốn nuôi cái con chim cút thả vườn này thì mình bắt tay nhau mình làm các bạn. Đây đây là một số con chim cút thả vườn, hôm nay nó cũng được 35 36 ngày tuổi rồi các bạn. Giờ này nó không ăn nữa, giờ này nó ngủ rồi, nó ăn no nó ngủ các bạn. Thì cái chuồng này tôi nuôi 400 mấy con, mà hôm nay các bạn thấy tôi quay nó còn thưa quyêu à. Lý do là tôi bán một số các bạn, cũng có anh em tôi chia sẻ lên, người ta ham quá, số bạn ham quá thành ra kêu tôi chia lại. Tôi cũng chia lại cho các bạn đó, chia lại cho các bạn về nuôi. Thành ra cái chuồng cút của tôi hôm nay nó thưa lắm, nó còn chừng 100 mấy 200 con rồi bạn, các bạn nó nằm rải rác tùm lum hết trơn đó. Bên đây nữa nè, nó nằm dưới gốc nè ha, rồi bên đây nó nằm cũng số nhiều lắm nè đó. Giờ này là cái giờ trưa, thành ra nó ăn no nó ngủ nghỉ đó các bạn, nó ngủ á. Đây đó. Thì tôi cũng quay đơn sơ vì các bạn nhìn các bạn cũng hiểu rồi. Thì ăn thua cái mặt bằng, cái diện tích của mình thôi, mình muốn đóng bao nhiêu mét thì mình đóng. Nhưng mà cái hình thức nuôi con chim cút thả vườn này á, là 1 mét vuông các bạn thả được 20 con đó. Thì các bạn đóng bao nhiêu á, thì các bạn nhân lên các bạn thả. Còn đây, đây là cái chuồng nuôi tôi tiến hành, tôi làm trong cái chuồng nuôi có con chim cút thả vườn này luôn các bạn. Đây là những cái sắt này, sắt lỗ nè đó, tôi đóng từ tầng, tôi bắt vô từ tầng để tôi nuôi cái con chim cút đẻ luôn mấy bạn. Thì để tôi tiến hành, tôi bắt đầu tôi làm một cái clip nữa để tôi quay, tôi nói rõ cái vấn đề là tôi đóng cái chuồng sắt này để nuôi con chim cút đẻ từ chi tiết cho các bạn thấy đó. Cũng xin chia tay các bạn ở đây ha. Hôm nay tôi chia sẻ cái clip này cho mấy bạn về cái cách đóng chuồng nuôi cái con chim cút thả vườn. Thì nãy giờ tôi cũng có chia sẻ cho mấy bạn cái cách đóng chuồng. Mong các bạn một lần nữa các bạn xem cái video clip này. Chúc các bạn thành công. Thì các bạn coi cái mô hình của mình và có thể là học hỏi để làm cho nó thành công, để các bạn nuôi con chim cút thả vườn này cho nó có một cái hiệu quả tốt các bạn. Thôi chia tay, xin chào tạm biệt các bạn.